chú ý, tàu nước ngoài chú ý. Đây là vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Từ mấy hôm nay, vợ chồng bà Hoa, chủ của những chiếc tàu đánh cá xa bờ ở quận Thanh Khê, luôn có mặt ở cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng từ sớm. Chuyện làm ăn lúc này khiến hai người lúc nào cũng bận rộn. Tàu sắp ra khơi nên có rất nhiều thứ cần phải lo. Gạo, đá, nước ngọt, rau quả, nhiên liệu và những thứ cần thiết khác cho những ngày dài xa bờ. Sau nhiều ngày chuẩn bị, tất cả đều đã sẵn sàng. Thời gian không còn nhiều, giờ là lúc cần phải nhanh tay hơn trước khi tàu rời bến. Chờ lo tổng sách rồi xong hết rồi. Rồi ăn cơm trưa xong là anh em ra xuống tàu là cứ 3 giờ chạy biển. Còn trên một chiếc tàu cá gần đấy, những ngư dân Quảng Ngãi cũng đang tranh thủ thời gian để vá lại những tấm lưới. Tàu của họ mới cập cảng được mấy hôm. Cá thì đã bán hết, việc còn lại là tiếp dầu, kiểm tra máy móc, ngư lưới cụ trước khi tiếp tục ra khơi. Anh em chuẩn bị lưới này để con trang tới 20 tới rồi ra khơi. Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hầu như lúc nào cũng tấp nập như vậy. Từ nhiều năm nay, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng của ngư dân các tỉnh miền Trung sau mỗi chuyến ra khơi. Thời điểm này cũng không phải là ngoại lệ. Nghe được cái tin Trung Quốc ngồi đó dần khoan như thế đó, nhưng mà đó là cái chuyện của nó thôi, chuyện của Trung Quốc. Còn mình bạn tôi thì cũng cứ vẫn đi bám biển. Đó là bởi vì đó là cái vùng đất của vùng biển của Việt Nam mà vùng biển của chúng tôi đánh bác mà. Mặt trời đã lên cao, giờ là lúc phải lên đường. Rời cảng, những chiếc tàu cá cứ nhằm thẳng hướng mặt trời mọc mà tiến. Xa xa phía chân trời là nơi đánh bắt cá truyền thống từ nhiều đời nay của gia đình họ. Đó là vùng biển Hoàng Sa. Tháng 5, mùa biển lặng, cũng phải mấy tháng nữa mới có bão. Thời tiết như thế này quả là tuyệt cho những chuyến ra khơi. Thế nhưng, không ai có thể nói trước được điều gì, nhất là vào lúc này. Từ lúc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 và điều các tàu hộ tống hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, an ninh trật tự của cả khu vực bị đảo lộn nghiêm trọng. Ngư trường truyền thống của ngư dân miền Trung giờ đầy các tàu kiểm ngư và tàu cá vỏ sắt Trung Quốc. Việc làm ăn vì thế trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Trong khi đó, cách vị trí giàn khoan khoảng 20 km, các tàu hải cảnh, hải tuần, hải giám, tàu kéo và tàu quân sự Trung Quốc vẫn liên tục bao vây, ngăn cản, không cho các tàu thực thi pháp luật Việt Nam làm nhiệm vụ. Nhẹ thì phun vào lồng công suất lớn, thô bạo hơn nữa thì đây. Cách giàn khoan Hải Dương 981 gần 80 km, ngư dân miền Trung cũng không được yên. Cho đến khi được cứu sống và trở về đất liền an toàn, những ngư dân Đà Nẵng trên chiếc tàu cá DNA 90152 của bà Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ. Nó đi gò lớn, tốc độ nó lớn,
nó tông vào cái mặt bên phải của tàu 90152. Rồi làm tàu to thì nói chung mất thân bàn, mất hướng. Rồi nó bất ngờ lui lại, nó tông một lần nữa là bên mặt phải. Từ lúc hay tin tàu bị đâm chìm, vợ chồng bà Hoa như ngồi trên đống lửa. Tai họa bất ngờ ập tới khiến bà thực sự choáng váng. Công sức gây dựng suốt mấy chục năm, rồi cả những toan tính dự định cho tương lai, rốt cuộc thế là hết. Ngồi nhà chán rồi lại chạy ra bến cá để ngóng tin. Ruột gan bà Hoa giờ đây cứ như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tàu thì đã mất, sinh mạng của mấy anh em ngoài đó thì chưa biết lành dữ thế nào. Bao nhiêu vốn liếng tích cóp vay mượn được dồn cả vào đấy, phút chốc bỗng tan tành. Cuối cùng thì DNA 90152 cũng đã về được nơi mà nó đã xuất phát hơn chục ngày trước, nhưng theo cái cách mà bà Hoa chẳng bao giờ muốn. Ác độc quá đi, quá ác độc, vì tao là người dân mà ra mặn hại. Nói chứ cái gì cũng như con mình thôi, mình nuôi lớn lên từ nhỏ chứ mặn đã gãy cánh tay thì ra mình chịu được. Thì đó, giống như gãy chân, gãy tay, gãy hết rồi đó. Cho đến nhiều ngày sau, khi các học giả và phóng viên quốc tế đến tìm hiểu, vợ chồng bà Hoa vẫn chưa hết sốc. Không ai hiểu tại sao tàu của họ lại vô cớ bị đâm chìm ngay tại vùng biển Hoàng Sa. Và cũng không ai lý giải được tại sao mạng sống của từng ấy con người lại bị người ta xem thường đến thế. Hành động ngang ngược sử dụng vũ lực của Trung Quốc, đặc biệt là đâm chìm tàu cá Việt Nam, ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế, trong đó có chính phủ và truyền thông Nhật Bản. Chúng tôi coi việc các tàu đánh cá Việt Nam bị tàu cá Trung Quốc bao vây, đâm và đánh chìm là hành động hết sức đáng báo động. Vụ việc này đã xảy ra ngay khi các tàu hải giám của Trung Quốc hiện diện tại khu vực, rõ ràng là một tiền lệ xấu. Chúng tôi hết sức quan ngại về việc các tàu cá đơn thuần lại có thể đâm chìm một tàu khác như vậy. Thật là không thể tin được. Không thể tin được, nhưng đó là sự thật. DNA 90152 không phải là tàu cá đầu tiên bị tàu Trung Quốc tấn công tại vùng biển Việt Nam. Những hình ảnh này được quay tại vùng biển Hoàng Sa trước khi tàu cá của bà Hoa bị đâm chìm mấy ngày. Nạn nhân lúc này là những ngư dân Quảng Nam. Chỉ sau 45 ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan, đã có 17 tàu cá Việt Nam bị hư hỏng, hàng chục ngư dân miền Trung bị thương do bị tàu Trung Quốc tấn công. Lên ga thì nó đã lên ga mà mình chậm thì vẫn dài chậm. Để giữ cái thằng tàu mình, cái mũi tàu nó đưa vô cái tàu lé, phía sau lé của thằng tàu mình, nó ủi tới. Những phút thanh bình hiếm hoi trên vùng biển Hoàng Sa trong những ngày này thường chỉ có trong những buổi sáng sớm. Sau nghi thức thượng cờ, nhiệm vụ chính của những người lính trên chiếc tàu cảnh sát biển này là tiến vào gần giàn khoan để đấu tranh tuyên truyền và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và đội tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam. Thực tế cho thấy, chủ trương giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không để căng thẳng leo thang trên Biển Đông của Việt Nam là đúng đắn và được các nhà quan sát quốc tế đánh giá cao. Việc Việt Nam không để lực lượng quân sự tham gia vào căng thẳng ở Biển Đông là điều hoàn toàn đúng đắn và nên tiếp tục duy trì phương án này. Việt Nam cần tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, bám sát vùng biển đang căng thẳng cho tới khi Trung Quốc rút giàn khoan. Việt Nam cần thể hiện được quyết tâm không lùi bước nhưng không khiêu khích. Cùng với sự kiên cường của lực lượng thực thi pháp luật, ngư dân Việt Nam cũng không lùi bước. Bất chấp các mối đe dọa rình rập, vùng biển Hoàng Sa vẫn luôn sôi động. Khi màn đêm buông xuống, thì cũng là lúc ngư dân bắt đầu công việc của mình. Đèn vẫn sáng và lưới vẫn buông. Ở đây không có chỗ cho sự sợ hãi. Cả đêm vất vả nhưng mẻ lưới đầu tiên của những ngư dân này chỉ được một ít cá. Trời đã gần sáng, đã đến lúc cất lên mẻ thứ hai. Lần này thì khác, hàng tấn cá đã nằm gọn trong lưới vây. Biển đã không phụ lòng người. Lúc có lúc không, trong biển là nói biển gió mà. Hầu được, hầu không được, chứ đâu phải hầu lúc nào cũng được hết. Hầu được thì vui vẻ, mừng anh em phấn khởi, lòng ngó nhẹ nhõm hơn. Để có thể yên tâm làm ăn, ngư dân miền Trung đã áp dụng một chiến thuật cổ điển nhưng rất hiệu quả. Việc tập hợp thành từng đội tàu, hoạt động trong một khu vực nhất định, không chỉ nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản, mà nó còn giúp họ an toàn hơn. Không ai có thể bẻ gãy cả một bó đũa. Bài học với tinh thần đoàn kết, tối lửa tắt đèn có nhau của người Việt
lại được phát huy một cách tối đa ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhờ vậy mà trong một phạm vi gần, những chiếc tàu cá này hoàn toàn có thể chủ động giúp đỡ nhau khi có khó khăn, trước khi tàu kiểm ngư hay tàu cảnh sát biển Việt Nam đến. Trường hợp là máy móc hay là hư hỏng cái việc gì đó, thì nói chung đồng đội rất là nhiệt tình. Khát vọng vươn khơi là không có gì ngăn cản nổi. Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng thì vẫn luôn tấp nập. Tàu đánh bắt xa bờ vẫn tiếp tục ra khơi với sự ủng hộ mạnh mẽ của cả nước. Việc làm ăn thì không thể ngừng nghỉ. Giữa những ngày tháng 5 nóng bỏng, một chiếc tàu cá lớn nhất miền Trung đã được hạ thủy trong niềm vui của ngư dân Đà Nẵng. Mà không chỉ có vậy, tại đây vẫn còn nhiều tàu cá xa bờ, tàu hậu cần công suất lớn đang trong quá trình hoàn thiện. Chính quyền thành phố Đà Nẵng, cao hơn nữa là chính phủ Việt Nam, trong những năm gần đây đã có những chính sách đặc biệt để khuyến khích ngư dân vươn khơi. Một khoản ngân sách lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng ưu đãi về lãi suất được dành để hỗ trợ ngư dân cả nước đóng tàu mới. Nhờ vậy mà chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, số tàu công suất từ 400 mã lực trở lên tại Đà Nẵng đã tăng gấp 10 lần. Vợ chồng bà Hoa, sau cú sốc tàu bị đâm chìm, cùng với số tiền được giúp đỡ, đã quyết định vay thêm vốn ngân hàng để đóng tàu mới. Công suất của con tàu này lên tới 1.000 mã lực, tốn hết hơn 7 tỷ đồng. Sẽ còn rất nhiều việc phải lo, nhưng với vợ chồng bà Hoa, những người đã có hàng chục năm gắn bó với những con tàu, thì không dễ gì từ bỏ cái nghề mà cha ông để lại. Còn sống ngày nào là cứ bám biển ngày đó thôi, yêu biển, yêu nước là cứ làm thôi. Sát cánh cùng ngư dân và lực lượng thực thi pháp luật trên biển, người Việt Nam trên khắp thế giới liên tiếp xuống đường tuần hành hòa bình, đòi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Lặn lội hàng trăm cây số lên thủ đô Paris để tham gia tuần hành, ông André Menrat Hồ Cương Quyết, người mang hai quốc tịch Pháp Việt cho rằng, ngoài ý nghĩa biểu thị tinh thần yêu nước, các cuộc xuống đường của người Việt còn giúp thế giới hiểu, ủng hộ Việt Nam lúc này cũng đồng nghĩa với việc góp phần bảo vệ công lý quốc tế. Không phải chỉ tôi, riêng tôi, nhưng mà nhiều người Pháp bây giờ bắt đầu ý thức thì phải đúng ở bên cạnh Việt Nam để bảo vệ. Không chỉ bảo vệ Việt Nam, nhưng mà để bảo vệ luật pháp quốc tế, để bảo vệ tự do, để bảo vệ quyền, chủ quyền của các dân tộc trên thế giới. Một ngày mới bắt đầu, thì cũng là lúc thu lưới sau một đêm lao động đầy vất vả. Với những người đàn ông can trường này, cuộc sống không thể nào thiếu biển. Mà biển thì lúc nào cũng vậy, đầy thách thức, nhưng cũng cho họ thật nhiều niềm vui. Bởi vậy, dù thế nào chăng nữa, vợ chồng bà Hoa cũng quyết phải cho tàu ra khơi. Đó không chỉ là cuộc sống. Đó còn là cách để họ giữ biển, cho hôm nay và cho đời sau.